Lại nữa, giải thoát gọi là trừ dứt bốn loại rắn độc phiền não. Dứt trừ phiền não tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là lìa bỏ các cảnh giới hiện hữu, diệt hết thảy sự khổ, được hết thảy sự vui, dứt trừ vĩnh viễn những tham dục sân khỏe ngu si, nhổ bỏ hết thảy mọi gốc rễ của phiền não. Nhổ bỏ gốc rễ đó tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là dứt trừ hết thảy các pháp hữu vi, sanh ra hết thảy các pháp lành vô lậu, dứt hẳn các khuynh hướng như chấp ngã, vô ngã. Chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chỉ dứt bỏ sự vướng chấp mà thôi. Không dứt bỏ sự thấy biết về cái ngã. Sự thấy biết về cái ngã đó gọi là tánh Phật. Tánh Phật tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là chẳng phải không không. Không không đó gọi là không có gì hết. Không có gì hết tức là cách hiểu giải thoát của bọn ngoại đạo Ni Kiền. Nhưng bọn Ni Kiền ấy thật chẳng có giải thoát nên gọi là không không. Giải thoát chân thật chẳng phải như vậy, cho nên chẳng phải không không. Chẳng phải không không tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là không chẳng phải không. Ví như những cái bình đựng nước, rượu, kem sữa, bơ sữa, đường. Mặc dầu trong những bình ấy không có nước, rượu, kem sữa, bơ sữa, đường, nhưng vẫn gọi là bình nước, bình rượu, vân vân. Những cái bình như vậy không thể nói là không, cũng không thể nói là chẳng phải không. Nếu nói là không thì chẳng thể có những hình sắc mùi vị xúc chạm. Nếu nói là chẳng phải không thì những cái bình ấy thật là không có nước, rượu, vân vân. Giải thoát cũng thế, không thể nói là hình sắc hay chẳng phải hình sắc, không thể nói là không hay chẳng phải không. Nếu nói là không thì chẳng thể có thường lạc ngã tịnh. Nếu nói là chẳng phải không thì ai thọ nhận những thường lạc ngã tịnh ấy. Vì nghĩa ấy nên chẳng thể nói là không hay chẳng phải không. Không đó là không 25 cảnh giới hiện hữu cùng với các phiền não, tất cả các khổ, tất cả các tướng, tất cả hạnh hữu vi. Ví như cái bình không có đựng sữa thì gọi là không, còn chẳng phải không là nói đến những hình sắc chân thật tốt đẹp như thường lạc ngã tịnh, bất động bất biến. Như cái bình kia có hình sắc hương vị xúc chạm nên gọi là chẳng phải không. Vì vậy nên giải thoát ví như cái bình kia, nhưng cái bình ấy nếu gặp duyên xấu thì hư nát. Giải thoát chẳng phải như vậy, không thể hư nát. Không thể hư nát tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Lại nữa, giải thoát gọi là lìa bỏ luyến ái. Ví như người có lòng luyến ái mong cầu được cảnh đế thích, cảnh đại phạm thiên vương, cảnh tự tại thiên vương. Giải thoát chẳng như thế. Nếu thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi thì không có luyến ái, không có nghi ngại. Không luyến ái, không nghi ngại tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Nếu nói rằng giải thoát có luyến ái, có nghi ngại thì thật là vô lý. Lại nữa, giải thoát là dứt hết các mối tham, dứt hết tất cả tướng, hết thảy mọi sự trói buộc, hết thảy phiền não, hết thảy sanh tử, hết thảy nhân duyên, hết thảy quả báo. Giải thoát như vậy tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Tất cả chúng sinh vì sợ sanh tử và các phiền não nên mới quy y nơi Tam Bảo. Ví như bảy nay vì sợ người thợ săn mà được thoát ly. Như thoát được một lần là ví như một sự quy y, thoát được ba lần là ví như quy y Tam Bảo, thoát được ba lần nên được yên vui. Chúng sanh cũng thế, vì sợ thợ săn giữ là bốn loại ma nên mới quy y Tam Bảo. Nhờ quy y Tam Bảo nên được yên vui. Được yên vui tức là giải thoát chân thật. Giải thoát chân thật tức là Như Lai. Như Lai tức là Niết Bàn. Niết Bàn tức là không cùng tận. Không cùng tận tức là tánh Phật. Tánh Phật tức là quyết định. Quyết định tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu Niết Bàn, tánh Phật, sự quyết định và Như Lai là cùng một nghĩa, vì sao nói rằng có ba quy y? Phật dạy Ca Diếp: Thiện nam tử, tất cả chúng sanh vì sợ sanh tử nên cầu quy y Tam Bảo. Nhờ quy y Tam Bảo nên biết được tánh Phật quyết định Niết Bàn. Thiện nam tử, có những pháp cùng tên mà khác nghĩa, lại có những pháp tên và nghĩa đều khác nhau. Cùng tên mà khác nghĩa là như Phật thường, Pháp thường, tỳ kheo tăng thường. Niết Bàn hư không cũng là thường, đó là cùng một tên mà khác nghĩa. Tên và nghĩa đều khác nhau, như Phật gọi là giác, Pháp gọi là bất giác, tăng gọi là hòa hiệp, Niết Bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là chẳng lành, cũng gọi là không ngăn ngại, đó là tên và nghĩa đều khác nhau. Thiện nam tử, ba quy y cũng vậy, tên và nghĩa đều khác nhau, sao lại gọi là một? Cho nên ta có dạy bà ha,
Bà Maha Bà Xà Bà Đề Kiều Đàm Di rằng: